33. Sa hê dạ gia. Kệ: liệt hỏa viêm viêm, nhiệt nang đương, thử tai hiện thời, thức thái dương. Sơn khô hải can, vô sinh vật, thành trụ hoại không, nghiệp mang mang. Tạm dịch: lửa mạnh hừng hực chịu không thấu, tai này đồng hiện với bảy mặt trời. Núi khô biển cạn, không vật sống, thành trụ hoại không, nghiệp mênh mông. Giảng giải: sa hê dạ gia là thần lửa. Thứ thần lửa này rất nóng vô cùng, vì nóng quá cho nên nói lửa mạnh hừng hực chịu không thấu, rất lợi hại. Nóng khiến người không chịu nổi, nóng quá sẽ khiến người chết. Nạn lửa xuất hiện thì trên không trung có bảy mặt trời đồng thời cũng xuất hiện, thiêu hủy hết thảy sơn hà đại địa, biển cả cũng khô cạn, chẳng có vật gì còn sống sót lại. Lửa có thể thiêu đến cõi trời sơ thiền, nhị thiền và tam thiền cũng có tai nạn. Vậy trời tứ thiền có bảo đảm chăng? Không. Cho nên nói, nếu tu được sinh về trời phi phi tưởng, còn bị đọa lạc trầm luân. Bất như Tây Phương quy khứ lai, chẳng bằng đến Tây Phương thành Phật rồi nương thuyền từ bi trở lại giáo hóa chúng sinh. Tôi còn nhớ mười mấy năm về trước, tôi giảng về cõi trời tứ thiền, có mấy người Mỹ hỏi: trời ngũ thiền như thế nào? Bạn xem không hiểu Phật pháp rất buồn cười. Thành trụ hoại không, nghiệp mênh mông. Một tăng một giảm là một kiếp, bây giờ là kiếp giảm. Kiếp tăng thì 100 năm thọ mạng của con người tăng 1 tuổi, thân người cũng cao thêm 1 tấc. Kiếp giảm thì 100 năm thọ mạng con người giảm 1 tuổi, thân người giảm xuống 1 tấc. Kiếp giảm thì từ 84.000 tuổi giảm xuống đến 10 tuổi, thì sau đó mới tăng. Tăng đến 84.000 tuổi, một tăng và một giảm gọi là một kiếp. 1.000 kiếp gọi là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp thành một trung kiếp, 4 trung kiếp thành một đại kiếp. Con người sống trên thế gian mấy mươi năm cũng giống như một sát na, thời gian rất ngắn, nhắm mắt mở mắt mà thôi. Trong một sát na chẳng có gì lưu luyến, đừng xem nghiêm trọng như thế. Thế giới thành có 20 tiểu kiếp, trụ có 20 tiểu kiếp, hoại có 20 tiểu kiếp, không có 20 tiểu kiếp. Thành trụ hoại không trải qua 4 trung kiếp, hợp lại là một đại kiếp. Trong thành trụ hoại không, mỗi người tạo không biết bao nhiêu là biển nghiệp. Cho nên nói, nghiệp mênh mông, không có bờ mé. Mỗi người có nghiệp cảm khác nhau, mỗi người có tư tưởng khác nhau, do đó mỗi người tạo nghiệp cũng khác nhau. Nếu nghiên cứu kỹ càng thì vô cùng vô tận, mênh mông như biển cả, không có bờ mé.